Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai quyết định về việc tách Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và chủ trương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO, trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi thực hiện tách và thành lập NSMO, sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp này từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương. Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc điều độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia an toàn, ổn định và tin cậy là công việc hệ trọng thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo đảm khách quan, công tâm, công bằng giữa các đối tượng chịu sự tác động. Theo Bộ trưởng, A0, nay là NSMO, tuy đã được tách ra độc lập với EVN nhưng cả hai đều là hai doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng điện quốc gia dưới sự quản lý nhà nước của bộ công thương và ủy ban quản lý vốn nhà nước